Và bây giờ, xuyên suốt chương trình cuộc thi ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ sẽ là những chương trình ca nhạc thật là đặc sắc gửi tới quý vị. Và để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, Khánh Hoàng xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Thảo với nhạc phẩm được mang tên Besame Mucho. My dream.